tại đùi ở trong cái con nó rất là nhỏ đây các bạn. Chiếc xe của các anh xe Sâm các bạn nhé. Các bạn chúng tôi tham khảo một chút về cấu hình của chiếc xe. Rất là đông vui các bạn nhé. Khá là xa gọi nhé. Các bạn có thấy pha xăng thô của bác tài xế Sâm. Pha này lùi hơi khó.
bạn thấy hệ thống gầm cầu con này khá là chắc chắn ấy. Đấy, một quả sâu lên ben kìa. Số kìa bạn nhé. Phanh căng trống. Và đây hệ thống lái các bạn nhé. Đấy, ngồi trên chiếc xe này lái khá là nhẹ. Hệ thống lái các bạn nhé. Con này chưa được lái. Đây bánh răng. Và đây này hệ thống là cần số các bạn nhé. Đấy, các bạn hỏi tôi là cần số thì như thế nào? Đấy là nó ở tận cái hộp số nó tận trong gầm cái này cơ. Đây là côn này các bạn. Đấy, bánh đà và côn. Thưa tôi trên xe của anh Côn xuất hiện là với những bao xi măng. Hãy tham gia bây giờ anh. Đấy, xâm ra rồi. Hai bác tài xế cùng lồng cùng chạy một công trình đây các bạn. Đẩy vào nó rơi, nó rơi đúng là rất khổ. Thôi là cong lưng. Mà cái này nó cứ ở trên này thì nhẹ cho nó rất khổ. Cho dưới bê lên nó nặng gấp đôi. Nhưng mà một ngày ba xe này là cũng hết hồn. Không làm gì về nhà, không làm gì. Đấy ạ. Nó bảo về nhà nó không làm gì được. Vợ con nó bảo gì. Mẹ dẹp ra ta đi ngủ. Thở ông xong rồi. Không có được quan tâm. Thank you.
các bạn có thể thấy chiếc xe được trang bị một thụt này, lốp trước 500-12, vành đúc nguyên khối nhá. Con này cũng là thép cắt bản mã này. Đấy, các bạn nhìn qua thép cắt bản mã rất là dày. Phía trước này là một cái móc xích để cứu hộ nhau nhá. Các bạn thấy đây là hệ thống phanh này. Đấy, để tôi dần phanh cho các bạn xem nhá. Đấy, phanh này. Toàn bộ là phanh dầu. Phanh vẫn là đèn sáng. Đấy, bạn thấy không? Đây. Phanh đang trống các bạn nhé. Chiếc xe được trang bị hệ thống lái khá là nhẹ nhàng. Các bạn thấy đây là hệ thống phụ đề này. Và đây là máy phát điện các bạn nhé. Máy phát điện sẽ được nuôi một cái bình ắc quy ở trong này. Các bạn thấy trong xe là một cái, chỗ này là có một cái hộ này các bạn. Đấy, trong này là có dây đai cứu hộ. Có quả cuộn dây kéo to thế nhỉ, xem nhỉ. Con này đóng như này đòi 75 triệu, còn đóng bình thường nếu 70 triệu. Con này bây giờ sắt đắt này, mọi thứ xe được trang bị máy 24. Tại vì các bạn, đấy, các bạn có thể thấy chiếc xe hàng ngày chinh chiến để tạo ra những cái clip cho các bạn. Tại vì các bạn nhé.